Alo, siêu nhân ơi, siêu nhân. Siêu nhân ở bên kia có chuột kìa siêu nhân ơi. Trời ơi, con chuột nó kêu trong cái cống á. Giờ mình đi bắt. Mình đi bắt chuột nha. Đâu, siêu nhân kiếm coi chuột nằm đâu rồi. Ê, các bạn ơi, chuột nó kêu quá trời luôn mà bạn siêu nhân. Bạn siêu nhân Bin không thấy chuột đâu hết. À, cái gì vậy bạn Bin? À, các bạn một bộ điều khiển nha. Ôi, con chuột nó nằm trong hang nè. Ôi, bắt chuột đâu không biết ơi. Coi chừng nó cắn á nha. Ui, ghê quá, coi chừng nó cắn đó. Bắt nhẹ nhẹ từ từ thôi. Ê, đây đây, cầm này cho. Chạy nè. Ở chuột chạy mất tiêu rồi nè bạn Bin ơi. Bắt lẹ lên nha, nhanh lên, con chuột nó nằm trong hang nè. Ở đây cầm mặt nạ giùm cho. Rồi, bắt con chuột ra nha. Ê các bạn ơi, một con chuột, chuột cống nha, chuột cống màu đen khổng lồ luôn. Đó, bạn Bin cho các bạn xem với. Wow, đây các bạn ơi, một con chuột cống nè. À, chuột cống này nó điều khiển được luôn hả bạn Bin? Wow, hay dữ ta. Đây các bạn ơi, một con chuột cống hả, chạy bằng Bin nha. Đây, nó ve lui chạy thẳng được luôn á. Rồi bây giờ mình lấy chuột cống mình đi bắt chuột con nha bạn Bin. Đâu chuột con đâu rồi? Ở bên kia kìa bạn Bin ơi, chuột con nó kêu bên kia kìa. Rồi đi, đi bắt chuột con thôi. Đây nè, đây nè. Wow, bên đây có một con chuột con nè bạn Bin ơi. Ôi lẹ lên đây. Wow, con chuột con nó kêu nè. Ấy, kêu chuột mẹ đi dụ chuột con ra. Rồi các bạn ơi, chuột mẹ thấy chuột con rồi, lên bắt chuột con nha. Wow, một con chuột con nhỏ xíu. À, bác Hành cầm giùm nha. Cắn hả? Cắn luôn, cắn luôn. Ấy các bạn, một con chuột con màu đen nha. Con này nó kêu được nè. Rồi mình đi kiếm chuột con nữa nghe. Nó kêu ở đâu hả? Ở bên đây nè bạn Bin ơi. Chạy qua đây. Chạy bên đây nè. Ôi nè, đây một con chuột con gì mà nó màu hồng nè bạn Bin ơi. Nè đẹp lắm nè. Đây các bạn ơi, một con chuột màu hồng nha. Rồi chuột mẹ chạy qua. Wow, đây chuột mẹ thấy nguyên một chuột con màu hồng rồi. Đây bắt vô bạn Bin ơi. Bắt vô nha. Wow. Đây bác Hành cầm giùm cho nghe. Đây các bạn ơi, một con chuột con màu hồng luôn. Con chuột này có kèn kêu luôn á. Ý, té chuột mẹ rồi hả? Đây. Rồi bên kia còn chuột nó kêu nữa kìa bạn Bin ơi. Đây chạy qua đây nè, bên đây nè, dưới cái cống nè. Đây đây, một con chuột nằm đây nè bạn Bin ơi. Chuột mẹ đâu rồi? Kêu con mẹ chạy qua, đâu? Bên đó hả? Đây các bạn ơi, một con chuột con màu hồng nữa. Rồi chuột mẹ thấy chuột con rồi, bắt dê. Đây hai con chuột con màu hồng luôn. Wow, đây nữa nè, một con chuột con màu đen đây nữa nè bạn Bin ơi. Ôi chuột mẹ chắc quá. Wow, rồi trèo lên cục đá luôn, rồi té chuột con luôn rồi, bắt dê. Đây các bạn ơi, một chuột con nữa nè. Ở đây còn một con nè bạn Bin ơi. Ê, bên đây nè. Nè đó, chạy bên đây, chạy qua đây. Rồi bên đây nè bạn Bin ơi. Wow, nhanh lên, một con chuột màu hồng nằm đây nè. Rồi bắt về luôn nha. À cái gì vậy? À cái cây á hả? Rồi bắt chuột con vô nha. Rồi để Hành cầm cho. Rồi các bạn ơi, mình bắt được 5 con chuột nghe. Rồi giờ mình đem về nha bạn Bin. Chào các bạn nha. Các bạn ơi, nay bạn Bin có một cái mặt nạ nè. Mặt nạ siêu nhân gì vậy bạn Bin? À cá dưới hồ á hả? Đây bạn Bin có mặt nạ siêu nhân gao nha. Ờ đúng rồi, mặt nạ siêu nhân gao màu xanh với màu trắng. Đây một bầy chuột luôn. Wow, con chuột này màu gì vậy bạn Bin? Màu đen. Đây các bạn ơi, một con chuột màu đen, chuột mẹ nha. Còn đây là, đây 5 chú chuột con nè. Ồ đây đó. Năm chân chuột trai á. À chuột đen á hả? Chuột đen con á hả? Ở trong hang nó chui ra hả? Bóp được không? Bóp chiêu thử coi. À, con chuột này màu gì vậy bạn Bin?
Con này màu gì? Con cá à? Ờ, cá dưới mưa hả? Con này màu gì con? Con trong nắng mò á. Ồ, rất mò nữa hả? Đây, con này màu hồng nha các bạn. À, đây nè các bạn ơi, mình có 5 chú chuột con nha. Đây, 2 chú chuột con màu đen và 3 chú chuột con màu hồng. Và một chú chuột mẹ nè. Đây, chuột mẹ thì có cái bộ điều khiển nữa. Rồi, đây là chuột mẹ nha các bạn. Bây giờ chuột mẹ này là chuột điều khiển bằng pin nha. Rồi, bây giờ mình bấm lên thử nha. Chạy thử cho các bạn xem nha. Đây, wow, đã ghê chưa. Rồi, nó ve lui được luôn á. Wow. Ở đây các bạn ơi, bây giờ mình để chuột lên tay bạn pin nha. Đây, hai con chuột ở chừng rớt nha. Rồi tay kia luôn. Đây, con chuột đang cắn tay bạn pin nè. Rồi rớt một con rồi. Ủa rồi, rớt hai con luôn rồi. Để lên vai đi, để lên vai đi. Rồi, đây bạn pin. Wow, hay quá. Rồi, vai bên kia nữa nha. Rồi, rớt hết rồi các bạn ơi. Rồi, bạn Bin ơi, bạn Bin con làm cái gì vậy? Rồi, bạn Bin ơi, nãy bắt thành thấy mấy chuột con nó chạy mất tiêu rồi kìa. Bây giờ mình là lấy khủng long mình đi bắt mấy chuột con về nha. Chứ để nó ăn lúa, phải không? Nó ăn hết lúa với gạo luôn á. Rồi, khủng long đâu rồi? Ôi, khủng long này khủng long gì mà bự dữ vậy? Rồi, lấy khủng long đi bắt chuột con về nha. Rồi, ôm khủng long đi bắt chuột con về thôi, đi. Wow, các bạn ơi, đây khủng long thấy chuột màu hồng nữa rồi. Bắt đem về nha. Rồi, cắn nó đi, bắt thành cầm cho. Rồi, cắn vô. Ừ, nhâm 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 nhâm, cắn vô. Rồi, rồi xỉu chưa? Rồi, đây, bắt thành cầm cho, cầm cái đuôi nghe, chứ cầm cái đầu nó cắn á. Đây, cầm cái đuôi nó nghe các bạn ơi, cầm cái đầu là nó cắn ghê lắm á. Đây, rồi đi tiếp thôi, còn nữa không? Đây, các bạn ơi, bạn pin lụm cái gì vậy con? Bạn pin lụm được cái móc khóa đèn, cái tay nha. Rồi, con khủng long này giờ nó thấy con chuột màu hồng rồi, cho nó cắn chuột màu hồng đi bạn pin. Cho nó cắn rồi cái mình đem chuột hồng về nghe. Chết queo luôn rồi hả? Rồi, bắt cái đuôi nó nha. Bắt cái mình nó là nó cắn á. Đây. Rồi, còn mấy con chuột màu đen đâu rồi? Kiếm chuột màu đen coi. Đâu rồi? Wow, chuột màu đen nó kêu đâu hả? Ghê quá bạn pin ơi. Nè, ba con chuột nằm đây nè. Chạy lên nha. Ờ, chạy là bắt chuột nhanh lên chứ để hả? Nè. Chuột đây nè. Rồi, bắt chuột nhanh lên chứ để ăn lúa đó. Rồi, lấy khủng long bắt chuột nha. Đâu, con khủng long cắn chuột đen coi. Rồi, khủng long cắn chuột đen đi. Wow, ôi, chuột nó kêu cái búp luôn. Rồi, nắm cái đuôi nó chứ để nó cắn. Rồi, một con nữa. Hay quá, rồi. Đâu rồi, dính rồi, dính luôn rồi. Wow, dính con chuột vô cái miệng khủng long luôn. Ê, còn một con cuối cùng nè các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình cho khủng long cắn chuột thử coi. Ôi ơi. Ê các bạn ơi, như vậy là video đến đây là hết rồi nha các bạn. Tin cô chào các bạn đi, bye bye đi. Rồi, các bạn ơi. Đây bạn Kiệt nè, bắt được rắn con nè. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video lần sau nha, bye bye. Thank you.
Thank you.